Cho hỗn hợp X gồm hydrocarbon A và B có công thức lần lượt là CnH2n và CnH2n trừ 2. Chúng ta thực hiện phân cháy để thu được NCO2 cộng N nước. Thu được NCO2 cộng cho N trừ 1 H2O. Rồi, ở đây ta gọi số mol của các chất lần lượt là x mol, v mol. Ở đây em có thể cân bằng oxy hoặc không cân bằng cũng được. Đây là 3N oxy. Thì đây là 1,5N là đủ. 1,5N. Tiếp tục, bên đi 2 oxy trừ 2 oxy. Trừ 2 oxy. Bên đây này có 2 thì đây nó sẽ là trừ, sẽ là trừ 1 oxy. Đây là trừ 0,5. Như vậy ở đây chúng ta sẽ chuyển mol sang ô CO2 là NX, NY, NX. Như này là NY, NY trừ Y. Thế để cho là đốt cháy hoàn toàn thì thu được hỗn hợp gồm có CO2 và nước. Trong đó oxy chiếm 76,836% về khối lượng. Như vậy trong trường hợp này chúng ta có hỗn hợp gồm có CO2 và nước. CO2 ở đây nó là NX cộng NY mol. Tiếp như này, NX cộng NY rồi trừ đi Y mol. Trong đó oxy chúng ta chiếm chừng này 1% về khối lượng. Thì đây em sẽ tính tổng khối lượng CO2 cộng nước. Sẽ bằng 44 nhân cho NX cộng NY cộng 18 nhân cho NX cộng NY nó trừ đi Y. 44 NX cộng 18 NX thì bây giờ sẽ bằng 44 cộng 18 là bằng 62. 62 NX. 44 NY cộng 18 NY là 62 NY. Trừ đi 18 Y. Đây là điều thứ nhất. Điều tiếp theo là em đi tính khối lượng oxy có trong hỗn hợp sẽ bằng, trong này có 2 oxy là 32. 32 nhân cho NX cộng NY cộng cho 16 NX cộng NY trừ DI mà bằng 32 cộng 16 bằng 48. 32 cộng 16 48 NY trừ đi 16Y. Cái đó ta có phần trăm oxy trong này là bằng 76,836. Phần trăm oxy sẽ lấy oxy chiếm chia tổng cho 100. Oxy chiếm ở đây là 48 NX cộng 48 NY trừ đi 16Y chia cho khối lượng thằng này bằng 62NX cộng 62NY rồi trừ đi 18Y. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có như sau. Em nghe kỹ. Ở đây thì theo thầy thì các bạn làm một bước phụ như sau. Chúng ta nên làm cho thầy một bước phụ. Ở đây em đưa 62 làm thử số chung ra ngoài. Được chưa? Khi đó nó còn lại NX cộng NY. Thế này cũng vậy. Em đưa 48 là thử số chung ra ngoài. Bây giờ 48 là thử số chung ra ngoài. Thì đó nó có NX cộng NY trừ 16 NY. Là gam. Thì cái đó chúng ta làm bài toán nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều.
Rồi, khi đó chúng ta sẽ biến đổi toán học coi như nx và ny là một cộng, được chưa? Em ta có như thế này, em lấy thằng này nhân này, bảy sáu phẩy tám ba sáu em nhân cho 62 tương đương là 4763,832 nx cộng ny trừ đi 76,836 nhân cho 18. Ở đây mình tính được là trừ 1383048. 48 nhân cho 100 thì bằng 4800 nx cộng ny trừ 1600 y. Em sẽ chuyển 47 này sang bên phía trái và chuyển 16 này làm điều ngược lại. Thì khi đó chúng ta sẽ tương đương với lấy 16.000 trừ đi 13 trừ đi 1383,048. Ở đây mình tính được là bằng 216,952 y và bằng 4800 trừ 4763,832. Ba sáu phẩy một sáu tám nx cộng ny rồi bạn nghe kỹ. Ở trong bài toán này nghe kỹ nha, trong bài toán này nếu mà mình để kênh như thế này thì đó chúng ta lập tỷ số đi, em lập tỷ số là nx cộng ny, hay nói n làm thừa số chung cũng được, nx cộng ny chơi chơi. Cái đó chúng ta sẽ chuyển y sang phía phải và cái đó chúng ta lấy 216,952 trừ đi chia cho 36,168 và bằng 6. Đây chúng ta tính được là xấp xỉ bằng 6. Rồi, nghe kỹ nha. Cái chỗ này là bước quan trọng này. Như vậy ở đây để được bằng 6 thì chúng ta sẽ tương đương với n làm thừa số chung. Đây là x cộng y. Y chia y thì còn lại 1. Và bằng 6. Được chưa em ơi? Nghe kỹ. Vì x cộng y, chúng ta lưu ý này, vì x chia chúng ta là lớn hơn vì x trên y là lớn hơn 0 nên suy ra là y x chia y cộng cho 1 lớn hơn 0. Một số mà lớn hơn 0 nhân với n, n chúng ta lớn hơn 0 thì suy ra được ở đây là giờ n chúng ta lớn hơn 0. Từ đây chúng ta suy ra được n chúng ta chắc chắn là bé hơn 6. Từ đây chúng ta suy ra được n chúng ta là lớn hơn 0 nhưng bé hơn 6. Được chưa? Đây là cái mấu chốt của bài toán. Và bài toán này nó là hay ở chỗ đó em. Nó đánh chúng ta vào trường hợp bất đẳng thức. Rồi chúng ta lưu ý là ở đây người ta cho mấy thằng này có công thức là CnH2n vào đây. Với điều kiện đây là n chúng ta lớn hơn hoặc bằng 2. Được chưa? Như vậy từ đây suy ra được một lần nữa là n chúng ta là lớn hơn hoặc bằng 2 và nhỏ hơn 6. Ở đây là điều kiện. Với điều kiện này thì chúng ta sẽ có các giá trị của n. N bằng 2. Được chưa? N bằng 2 thì khi đó nó là C2H4 và C2H2. N bằng 3 thì nó là C3H6 và C3H4. N bằng 4 thì nó là C4H8 và C4H6. N bằng 5 thì nó là C5H10 và C6H lỗi và C5H8. Được chưa em?
Đó là 4 nghiệm của bài toán này. Đó. Như vậy ở câu A chúng ta đã trả lời xong. Được chưa? Mấu chốt là bạn phải phân tích được cái đoạn cuối cùng mà thầy đã nói. Chúng ta biến về tỷ lệ x trên y, n làm thừa số chung. Thì cái đó chúng ta xét là x chia y là lớn hơn không, cộng cho 1 chắc chắn lớn hơn không. Mà n chúng ta lớn hơn không, như vậy điều kiện chứng tỏ là n chúng ta bây giờ phải nhỏ hơn 6. Được cho em? Đúng hơn thì thằng này phải lớn hơn 1. Được chưa nào? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi đây này. Biết rằng trong hỗn hợp hai hydrocarbon có số mol bằng nhau. Được chưa? Lấy 0,1 mol hỗn hợp X đi qua 20 g dung dịch brom thì không có khí thoát ra và thu được hỗn hợp sản phẩm Y. Tính khối lượng mỗi chất trong Y. Nhiệm vụ của bạn là khi hai hydrocarbon có số mol bằng nhau thì trong bốn cái công thức đó, bốn cặp công thức đó thì cặp công thức nào thỏa mãn, thế thôi. Đây thầy giải thích cho bạn hiểu nè. Người ta nói như thế này, biết rằng trong hai hydrocarbon A và B có số mol bằng nhau. Được chưa? Rồi. Và bây giờ chúng ta có nè, chúng ta có biểu thức này. Chúng ta có. Thế để cho là hai hydro có số mol bằng nhau thì chúng ta có là x bằng y. Khi đó mình có n nhân cho x trên y cộng 1 và bằng 6. Điều này chứng tỏ là x bằng y thì sẽ ra tỷ lệ x trên y là bằng 1. Thì đây mình sẽ suy ra là 2n bây giờ là bằng 6. X cộng y là 1 cộng 1 là 2, 2n bằng 6 thì đây suy ra n bằng 3. N bằng 3 thì suy ra nó là C3H 6 và C3H4. Khi đó chúng ta có số mol của C H4 C loại C3H6 là x mol. Thằng này cũng là x mol luôn. Khi đó chúng ta có là gì? X sẽ bằng cho tổng số mol nó là bằng 2x cho nó bằng 0,1 chia cho 2 và bằng 0,05 mol. Chúng ta tính được mol brom. Mà rồi em lấy 20 em chia cho 160. Ở đây là bằng 0,125 mol. Em lưu ý với thầy như thế này. Về công thức cấu tạo thì C3H6 chúng ta là đây. Có một liên kết bi. Còn thằng này có thể là có hai liên kết bi hoặc là đây. Có một liên kết ba. Phải hiểu được điều này thì mới làm được câu này, còn không thì rất là khó. Đây bạn ơi, thì người ta nói thế này, lấy 0,1 mol x đi chậm qua dung dịch bờ chứa 20 g brom thì không có khí thoát ra, thu được hỗn hợp sản phẩm, tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp sản phẩm. Thì đây mình lưu ý là đối với C3H6 á, thì nó tác dụng với H với brom theo tỷ lệ mol 1:1. Ở đây mình thu được C3H6 Br2 tiếp C3H6 C3H4 thì tới dùng brom có thể theo tỷ lệ 1:1 tạo thành C3H4Br2, nghĩa là nó chỉ cộng vào một liên kết đôi này thôi, hiểu vấn đề không? Một liên kết đôi này thôi và có thể nó tạo ra gì? Nó tạo ra một cái phương trình nữa, C3H4 cộng 2 brom để tạo thành C3H4 Br4, được chưa? Ở đây chúng ta sẽ yêu cầu chúng ta là tính khối lượng mỗi chất ở trong y. Trong bài toán này, nếu mà trong trường hợp này, ở đây mình sẽ cho số mol của các chất trong này là A, B, C mol, A mol, B mol và C mol. Cái đó chúng ta sẽ chuyển sang cho brom và hỗn hợp. Ở đây là A, đây là A, B, B, C và đây là 2C. Như vậy mình gọi này, ở đây mình gọi mol của C2 loại C3H6 Br2 là bằng A mol. Cái mấu chốt là trong bài toán này bạn không biết là giữa C3H4 nó tác dụng với brom là nó tác dụng với tỷ lệ mol 1:1 hay 1:2, hiểu vấn đề không? Đó là mấu chốt. Mol của C3H4 Br2 là B mol và mol của C3H4
BR4 là Xemon. Đó là một chỗ nè. Đi chơi mời. Rồi. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có như thế này. Đầu tiên em sẽ có đó là gì? Mol của C3H6 là bằng A đúng không em? Và trong trường hợp này chưa chắc là C3H, từ từ nha. Không có khí, điều này tỏ là C3H6 phần hết. Như vậy A chúng ta là bằng x và bằng 0,05. Như vậy trong trường hợp này chúng ta không cần đặt là A đâu. Như vậy ta bỏ đi cái bước gọi đi. Vì trong trường hợp này không có khí thoát ra, điều này chứng tỏ là C3H6 đã phần hết. Thì vấn đề các bạn ơi. Rồi. Cái đó số mol của C, cái số mol thằng này có rồi. Thằng này là 0,05. Ta chuyển qua đây là 0,05. Đây là 0,05. Ở đây mình đặt số mol thằng này là, thằng này có 0,05 rồi này, không cần gọi này. Đây đặt A và B này. A có, B có, chuyển qua. Cái đó bên này là A, B và 2B. Cái đó ta có như sau. A cộng B là số mol của C3H4 bằng 0,05 mol. Và thứ hai là mol brom. Mol brom bây giờ là bằng 0,05 cộng A cộng 2B. Và thế để cho nó bằng mol brom là 0,125. Cái đây mình sẽ có là A cộng 2B. Em lấy 0,125 trừ đi 0,05. Không phải 0,75. Khi đó em đi giải hệ, em tìm được A và tìm được B. Không phải 0,25 và 0,025. Từ đây chúng ta sẽ thu được, đây yêu cầu chúng ta là thu được sản phẩm Y. Như vậy Y bây giờ gồm có 3 chất. Đó là C3H6Br2 0,05 mol. Và từ đây bạn nhân bài lớn để ra khối lượng. C3H4Br2 0,025 mol. Ở đây em sẽ tính được khối lượng. Cuối cùng là C3H6Br2 0,025 mol. Rồi. C3H4Br4 ở đây mình tính là bằng 10,1 gam. Tiếp. Đây mình tính là bằng 5 gam. Ở đây mình tính được là bằng 9 gam. Và theo đánh giá của thầy thì đây là một câu hỏi hay. Câu hỏi này nó hay, nếu hay hơn là nó kêu sau vẫn có chữ brom dư nữa thì hay nữa. Hiểu vấn đề không bạn? Ok, và đây là tất cả những gì mà tôi muốn nói trong câu hỏi này.